Vâng các bạn ạ, kiếm đâu ra một chiếc xe ô tô, kiếm đâu ra một chiếc xe ô tô mà giá thì lại không bằng một con Airblade thì các bạn có nên đi ô tô hay không? Đó, đây là một câu hỏi đặt ra rất khó. Nhiều người bảo ôi giời ơi, đi cái dòng này thì vừa đi vừa đổn, rồi là vừa đi vừa làm đường. Nói thật với các bạn, em chạy ở mầm chả sao. Một chiếc xe ô tô mà giá thì chưa đến 40 triệu, chỉ có 39 triệu thôi, không muốn mua xe gì, đúng không? Các bạn cơn sắt vụn nên chắc gì đã chắc cũng phải hơn 40 triệu rồi. Thế mà ô tô vẫn hoạt động bình thường, đăng ký đăng kiểm đầy đủ, máy nổ còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát, chạy ổn định luôn, và form của nó thì hơi xấu tí. Xe ô tô nhưng mà giá thì giá sắt vụn thôi các bạn ạ. Đấy, xe ô tô nhưng mà giá sắt vụn thôi. Đấy, mua về thì các bác tập lái, tránh mưa tránh nắng, tập lái đi. Xong rồi đi khoảng 1 năm 2 3 tháng có thể lại bán lại cho em. Đấy, nói chung là mình tập lái thì ok. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu review cho các bạn một chiếc xe rất rẻ. Một chiếc xe Nissan Bluebird nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, của Nhật Bản. Nissan Bluebird nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản. Trang bị hộp số sàn. Máy 1.8 biển 36A06439, sơn si cực kỳ sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Tất nhiên thì dòng này thì mình không thể tránh được những cái va quẹt, rồi là những cái thân vỏ của nó hơi xấu tí. Nhưng mà anh em nhìn tổng thành về chiếc xe này, so với cái mức giá 39 triệu thì anh em có nên mua nó hay không? Chúng ta cùng cân đối và cùng đi xem. Vâng, một chiếc xe Nissan nhập khẩu rất là đẹp. Nissan Bluebird trang bị khối động cơ 1.8, dàn lốp của nó thì cũng khá là đẹp luôn. Form dáng của nó thì dựa dòng Mazda 323, nhưng để chạy Mazda 323 không thể ăn được nó luôn. Từ sơn si thân vỏ cho đến nội thất chiếc xe thì khá là ok cho mọi người. Em sẽ bao đăng kiểm cho mọi người. Đăng kiểm thì có đến tháng vừa mới hết xong thì em sẽ đi đăng kiểm mới cho mọi người. Giấy tờ đăng ký đăng kiểm đầy đủ. Con này thì cam kết cho quý khách hàng, bà con cô bác là không có ăn trộm ăn cắp, không có pháp luật. Đèn đóm của nó thì rất là ok. Đấy, có cả đèn gầm bên dưới rất sáng luôn nhá. Biển Thanh Hóa luôn. Sơn si thì nói chung là cũng là rất là cứng xe rồi. Rất là đẹp và cứng xe cho mọi người rồi. Dàn lốp của nó thì hơi có độ bào mòn một tí, nói chung là xe cũ thì không tránh được. Đấy. Ba bô lê cô lốp của nó có rách dưới một tí nhưng không tránh được, xe nó chỉ có 39 triệu thôi. Anh em về gọi là đi tập lái loanh quanh thôi anh em nhé. Chứ cũng không phải là mình đi chơi đi bời những cái dòng xe này. Khối động cơ 1.8 khá là đẹp, rất khỏe xe. Rất ok cho mọi người. Rồi, giờ chúng ta sẽ xem phần nội thất chiếc xe. Đấy, chiếc xe 39 triệu thôi, như anh em nhìn thấy bộ ghế da rất đẹp đúng không ạ? Ghế da rất đẹp này. Trần thì vẫn là trần nỉ nguyên bản, cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy. Còi rất là to. Đấy, hệ thống táp lô táp ly vẫn là nỉ nhung đẹp, rất đẹp luôn. Keo chỉ gần như là rất là xịn sò. Đấy, rất xịn sò. Đấy, mà giá thì lại chỉ có 39 triệu thôi. Cho anh em nào nhanh chân nhanh tay, vận may thì sẽ đến. Đấy, nhanh chân nhanh tay, vận may sẽ đến các bạn nhé. Đấy. Với giá 39 củ quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe này. Đấy, cửa đóng cũng khá là khít luôn. Đấy, rất là rộng rãi cho mọi người. Rất là rộng rãi cho mọi người. 39 triệu. Đó, nội thất ghế da này, căng mộng luôn. Đấy, táp lô táp ly này, lỉ này, rất đẹp. Đó, keo chỉ này. Keo chỉ của nó gần như là rất là zin luôn. Đấy, rất xịn sò luôn. Đấy, anh em nhé. Cửa đóng thì khá là ok cho mọi người, đúng không ạ? Thì anh sẽ mở. Đấy, nội thất của chiếc xe này rất là đẹp cho mọi người. Trần nỉ nguyên bản khá đẹp luôn, nội thất rất là ok, sang trọng và đẹp đẽ luôn. Táp lô táp ly lỉ rất đẹp. 39 triệu các bác không thể nghĩ được có ô tô đi vậy mà 39 triệu. Chỗ Tuấn Anh ô tô Hải Phòng các bạn đã có ô tô để đi. Nói luôn là như thế luôn cho các bạn. Đấy. Rất là đẹp luôn nội thất này. Đấy, 39 triệu cứ làm sao, máy nổ còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát, nội thất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn, sơn si ok. Thế là chúng ta mua thôi chứ có gì đâu đúng không ạ? Đấy, rất là ok cho mọi người. Một chiếc xe Nissan Bluebird sản xuất năm 1993, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn cờ của Nhật Bản.
anh em có thể thấy được. Giờ chúng ta sẽ vào trong xe và kiểm tra. Đấy. Còi rất là to luôn, đúng không ạ? Đấy, chìa khóa này. Máy lổ. Đề cái em ngay luôn. Đề cái em ngay, điều hòa cực kỳ mát sâu. Đấy, ui giời, chìa Z luôn. Đấy, có cả màn hình nhưng mà màn hình không thấy lên. Đấy. Nói chung là để em kiểm tra lại cái màn hình. Đấy, tất cả hệ thống kính điện của nó này. Đấy. Kính lái này vẫn auto luôn này. À, quan trọng gì tầm này thì cần mỗi kính lái là ok rồi đúng không ạ? À, kính này lên xuống thì tất nhiên thể nào nó không thể nào mà nó ổn định như những cái chiếc xe tiền trăm tiền triệu được đúng không ạ? Nó phải rậm rật một tí. Cái được cái không, nói chung là còn rất là ok cho mọi người. À, đèn đóm thì khá là ok đúng không ạ? Đấy, tất cả hệ thống kính điện. Đấy, kính điện, kính điếc của nó nói chung là rất là ổn định. Đấy, rất là ok cho mọi người. Đấy, gạt mưa phun nước à, rất hoạt động bình thường. Nội thất thì khá là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Nội thất thì khá sạch sẽ, trần thì nguyên bản. Đấy, rất là ok cho mọi người. Đấy, chạy thì rất là ngọt, ngọt như đồng đồng luôn. Thì khá là hợp lý, chỉ có 39 triệu thôi. Các bác đã sở hữu được chiếc xe này. Vậy bà con nào, các bác nào nhanh chân nhanh tay thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em để vận may nó sẽ đến, đúng không ạ? Đúng không ạ? Điều hòa chiếc Z luôn nhá, điều hòa chiếc Z luôn. Điều hòa chiếc Z luôn. Chúng ta sẽ mở phần khoang máy lên để kiểm tra về cái khoang máy của nó. Trang bị khối động cơ 1.8 cực kỳ đẹp như thế này. Mà giá thì có 39 củ thôi. Đó, anh em thấy đèn đóm này rất là ok đúng không ạ? Đóm rất sáng. Vâng, đây là phần khoang máy của chiếc xe này. Đấy, máy lít sang của Nhật Bản là rất là khô ráo, lổ rất êm. Lổ rất êm. Tất cả con ốc này hầu như là chưa có động đến này, than chỉnh hết rồi này. Đấy, không có cấm dầu, gọi dầu thì dầu thì cam kết cho các bạn 100%. Ở hai có một đoạn sóc của nó này. Không có mục mọt gì. Đấy, đẹp đây này. Không có mục mọt. Đấy, rất là đẹp. Chạy đảm bảo cho các bạn luôn, ok luôn. Đó. Các bạn nhé, chạy đảm bảo ok luôn. À, rất là ok cho mọi người. Máy móc quá là đẹp luôn. Vừa rồi thì Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng giới thiệu qua cho các bạn về một chiếc xe chỉ có 39 triệu. Các bạn có tin được không ạ? 39 triệu máy lổ quài kê 4 bánh quay đều điều hòa mát đang có tại Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.